Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách của Palmcast, cuốn sách Biết Chính Mình qua giọng đọc của chính tác giả Nguyễn Hồng Huấn. Chương 1. Con người không phải là. Phần 1. Ngôn ngữ. Trong cuốn sách này, tôi dùng sự sống chung thay vì Chúa Trời, Thượng Đế, và thế giới sự sống thay vì thiên đường, niết bàn. Tại sao? Bởi vì những thuật ngữ trên đã được sử dụng và hiểu sai suốt hàng ngàn năm qua. Chúng trở thành không gì ngoài hình ảnh trong tâm trí do con người tạo ra theo hình ảnh của chính mình. Và người ta nói đến với một niềm tin hoàn toàn chắc chắn là họ biết tất cả những gì họ nói. Một số nói đến Thượng Đế như một thực thể trú ngụ trên bầu trời, ban ra những luật lệ và có quyền thưởng phạt. Số khác nói đến Chúa Trời với một niềm tin mù quáng và ảo tưởng của cái tôi, như là chỉ có Chúa Trời của tôi là có thật, còn lại đều là những thánh thần giả mạo, và con đường của Chúa Trời tôi mới là con đường duy nhất. Khi nói đến thiên đường hay niết bàn, người ta thường nghĩ về một nơi chốn ở đâu đó, không phải ở đây. Và bằng niềm tin hay tu luyện, họ có thể đến đó sau khi chết, chứ không phải là một trạng thái nhất thể hòa hợp vào thế giới sự sống ngay ở đây và trong lúc này. Ngược lại, một số khác khi nghe đến Chúa Trời, Thượng Đế, thiên đường, niết bàn là cảm thấy bị dị ứng, ngay lập tức khước từ và tránh xa, giống như họ đang nghe về một căn bệnh truyền nhiễm. Vì thế, những thuật ngữ trên từ lâu không còn là ngôn ngữ của sự sống, và cũng từ lâu chúng trở thành ngôn ngữ của thần chết. Tôi dùng sự sống thay vì linh hồn, bởi vì người ta nói đến linh hồn là nói đến bóng ma và người chết. Tôi dùng tinh thần thay vì tâm linh, bởi vì người ta nhắc đến thế giới tâm linh để nói về thế giới của người chết. Mà cuốn sách này không viết về người chết, nó được viết cho người sống. Những thuật ngữ tôi dùng không phải vì tốt hơn hay nghe hay hơn. Thuật ngữ cũng chỉ là thuật ngữ, nhưng ít ra chúng mới mẻ, rộng mở và mang tính trung dung. Vì thế, khi nghe những thuật ngữ này, bạn không bị gắn chết với kiến thức và niềm tin cũ, và vì thế chúng sẽ giúp bạn vượt lên trên để hướng về nơi chúng chỉ. Khi bạn chỉ cho đứa trẻ thấy mặt trăng, đứa trẻ lần theo ngón tay bạn chỉ và nhìn thấy mặt trăng. Nhưng khi bạn chỉ cho con chó thấy mặt trăng, con chó không nhìn theo hướng ngón tay chỉ mà mãi chỉ nhìn ngón tay của bạn. Phật giáo dạy rằng ngón tay chỉ mặt trăng không phải là mặt trăng. Hãy nhìn mặt trăng thay vì ngón tay. Khi lần theo ngón tay và nhìn thấy mặt trăng, thì ngón tay không còn quan trọng nữa. Ngôn ngữ không phải là chân lý. Bạn không thể tẩy bẩn và làm mát mình bằng thuật ngữ nước. Ngôn ngữ là sản phẩm của tâm trí, do con người phát minh ra để hiểu biết về tự nhiên, để hiểu biết về chính mình, và đặc biệt là để giao tiếp với nhau. Ngôn ngữ được ví như bản chỉ dẫn hay bản đồ. Bản đồ không phải là lãnh thổ. Bản đồ là để tìm ra lãnh thổ. Khi đã tìm ra lãnh thổ, bỏ bản đồ lại đằng sau. Chúng ta cũng đừng mong đợi ngôn ngữ có thể giải thích tất cả những bí ẩn của tự nhiên và vũ trụ. Làm sao chúng có thể? Chẳng hạn như tiếng Việt với 29 chữ cái, 6 dấu thanh, và xếp chúng lại với nhau, làm sao có thể giải thích được thực tại và bí ẩn của vũ trụ?
Những gì chúng ta biết chỉ là một giọt nước. Những gì chúng ta chưa biết là cả một đại dương. Pascal. Và thực ra, cũng giống như các nhà khoa học tỏ ra lúng túng khi tiến vào trường không. Vì là một không gian trống rỗng, ở đó chẳng có gì để đo lường và mô tả cả. Chúng ta không thể gọi tên, đo lường và mô tả sự sống. Đạo có thể nói đến không phải là đạo vĩnh cửu. Lão Tử. Sự sống không phải là để mô tả và giải thích, mà là để cảm nhận. Không phải để hiểu và tin, mà là để biết. Không phải để thờ phụng, mà là để sống cùng. Và khi đó, bạn có được sự bình yên vượt qua tất cả mọi hiểu biết. Thánh Paul. Vũ trụ hai phương diện. Quan sát bầu trời đêm không mây, chúng ta thấy vô số các vì sao. Nhưng nếu nhìn khoảng không gian trống rỗng giữa các vì sao, chúng ta sẽ thấy khoảng không gian vô cùng rộng lớn. Mà khi so sánh trong đó, những ngôi sao lớn nhất, vĩ đại nhất cũng trở nên bé tẹo. Chúng ta nhìn xung quanh khoảng trống trong căn nhà, khoảng trống ngoài trời, mà nếu so sánh, vật nằm trong đó có kích thước không đáng kể so với khoảng không gian bao quanh. Thậm chí, trong một vật đậm đặc như hòn đá, các nhà vật lý lượng tử sẽ giải thích rằng trong đó gần như là không gian trống rỗng. Kích thước của các hạt nguyên tử và hạt nguyên tử là rất nhỏ so với khoảng cách của chúng. Nhưng vì các hạt này quay quá nhanh, mắt không theo kịp, nên thấy như đậm đặc. Cả vũ trụ nói chung và từng vật nói riêng đều bao gồm hai phương diện, vật và không gian chứa vật, hữu hình và vô hình trong đó chứa cái hữu hình. Các nhà vật lý lượng tử, bằng quá trình thực nghiệm và quan sát, cũng đã chỉ ra sự tồn tại của một trường bên trong và bao quanh các hạt vật chất và năng lượng, gọi là trường không. Khác với trường vật chất và năng lượng là thứ có thể đo lường. Ở trường không không có gì để đo lường cả. Và các nhà vật lý học cũng đã chứng minh vật chất không tạo ra vật chất, và các hạt từ trường không sinh ra và lại mất đi vào trường không. Hãy đọc lời chia sẻ của Max Planck, nhà khoa học nhận giải Nobel vật lý và cùng với Albert Einstein được xem là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của nhân loại. Không có vật chất thật sự. Tất cả vật chất khởi đầu và tồn tại chỉ bởi tính chất của một lực mang các hạt nguyên tử chuyển động và giữ cho hệ thống vô cùng vi mô của nguyên tử với nhau. Chúng ta phải thừa nhận rằng đằng sau lực này là sự tồn tại của một trí tuệ thông minh và có nhận thức. Trí tuệ này là ma trận của tất cả vật chất. Các nhà vật lý lượng tử ngày nay chứng minh điều mà các sứ giả tinh thần đã thực chứng từ hàng ngàn năm trước. Kinh Thánh chép rằng tất cả đều được tạo ra từ Chúa Trời. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đề cập tất cả thế giới hữu hình được tạo ra từ thế giới vô hình. Upanishad, Áo Nghĩa Thư chép Brahman là cái trống rỗng. Trong Ấn Độ Giáo, Brahman là nguồn cội của sự sống. Kinh Phật chép rằng sắc chính là không, không chính là sắc. Không hay trống rỗng ở đây không có nghĩa là không có gì cả, mà là nguồn cội của sắc, tức là hình dạng. Sự hình thành con người. Con người được tạo hình cơ thể bằng cát bụi và được thổi vào hơi thở của sự sống. Con người trở thành thực thể sống giống như muôn loài và được đặt vào vườn địa đàng. Giữa vườn địa đàng có cây với trái của kiến thức tốt và xấu. Bị cám dỗ, con người đã hái trái cây đó ăn và mắt họ bừng mở. Họ bắt đầu biết phân biệt tốt xấu, đúng sai. Họ nhận ra mình đang trần truồng, cảm thấy xấu hổ. Họ đang lá cây để che kín lại. Con người bắt đầu có tâm trí. Với tâm trí của mình, con người vượt trội so với muôn loài. Và với tâm trí của mình, con người cũng ngay lập tức rơi khỏi vườn địa đàng. Trên đây là ẩn dụ về sự hình thành con người được trích và là tóm lược từ Kinh Thánh. Và ẩn dụ này đã mang đầy đủ ý nghĩa mà không cần giải thích gì thêm. Chỉ lưu ý một điều: vườn địa đàng ở đây không phải là một nơi trốn, mà là một trạng thái nhận thức của nhất thể. Sự sống, tâm trí,
cơ thể. Để có thể hiểu được khái niệm và mối quan hệ giữa sự sống, tâm trí, cơ thể, bạn thử quan sát căn nhà và trả lời câu hỏi: cái gì tạo nên căn nhà? Có phải là tường, mái và nền? Không. Chúng tạo nên cấu trúc, chứ chúng không tạo nên căn nhà. Có phải là bàn, ghế, tủ, kệ và tất cả các vật hiện có trong căn nhà? Không. Chúng tạo nên nội thất, chứ chúng không tạo nên căn nhà. Vậy cái gì tạo nên căn nhà? Chính là không gian trống rỗng mới làm cho căn nhà trở thành căn nhà có thể ở được. Nhưng sẽ chẳng mấy ai để ý đến không gian trống rỗng khi nói về căn nhà. Chúng ta có thể ví như sau: cấu trúc của căn nhà là cơ thể, nội thất căn nhà là tâm trí, không gian trống rỗng là sự sống. Cũng giống như cấu trúc và nội thất căn nhà, cơ thể và tâm trí có hình dạng. Và cũng giống như không gian trống rỗng giữa căn nhà không có hình dạng, sự sống không có hình dạng. Với căn nhà, nội thất nằm bên trong cấu trúc, cấu trúc nằm bên trong không gian, vì trong cấu trúc có không gian. Còn với con người, cơ thể nằm bên trong tâm trí, vì năng lượng của suy nghĩ và cảm xúc có thể vươn ra xa khỏi cơ thể. Tâm trí nằm bên trong sự sống. Chúng ta không phải là thực tại hình dạng đang trải nghiệm thực tại tinh thần. Chúng ta là thực tại tinh thần đang trải nghiệm thực tại hình dạng. Pierre Teilhard de Chardin. Nói cách khác, chúng ta không phải là cơ thể và tâm trí đang trải nghiệm sự sống. Chúng ta là sự sống đang trải nghiệm cơ thể và tâm trí. Không gian trống rỗng hiện diện trước khi căn nhà được xây lên, hiện diện trong khi căn nhà vẫn ở đó, và hiện diện sau khi căn nhà đã bị phá đi. Cũng tương tự, sự sống hiện diện trước khi cơ thể được sinh ra, trong khi cơ thể còn đó, và sau khi cơ thể chết đi. Người ta có thể xem cấu trúc của căn nhà là đẹp hay xấu, sơn phết thế nào tùy ý. Nội thất trong căn nhà có thể ít hoặc nhiều, chất lượng cao hoặc thấp. Cấu trúc và nội thất luôn có giới hạn ở thể nhị nguyên đối lập và có thể đo lường được, luôn thay đổi và có tính tạm thời, tương tự như cơ thể và tâm trí. Trong khi không gian trống rỗng, tương tự như sự sống, không có giới hạn, không đo lường được, bất biến và trường tồn. Tất cả các căn nhà có một không gian chung, cũng như tất cả con người có một sự sống chung. Lão Tử gọi sự sống chung là đạo, Hồi giáo gọi là Allah, Ấn Độ giáo gọi là Brahman, Kitô giáo bao gồm Thiên Chúa và Tin Lành gọi là Chúa Trời. Giêsu Kitô gọi sự sống chung một cách thân mật là Cha. Phật giáo gọi là Chân Như. Một số khác gọi là Thượng Đế hay Ông Trời. Tất cả các tên gọi khác nhau nêu trên đều chỉ về một sự sống chung. Tất cả con người và vạn vật trong sự sống chung là anh chị em của nhau, vì cùng một nguồn gốc mà ra. Dưới đây tóm tắt các đặc tính của sự sống, tâm trí, cơ thể, và tôi sẽ giải thích dần ở các phần sau. Sự sống là nhận thức, tinh thần. Tâm trí bao gồm suy nghĩ và cảm xúc. Cơ thể tức là thân thể và liên quan đến thân thể. Sự sống là tạo hóa. Tâm trí
tạo dựng. Cơ thể là tạo vật. Sự sống là trường không. Tâm trí là trường năng lượng. Cơ thể là trường vật chất. Sự sống không đo lường được. Tâm trí đo lường được. Cơ thể đo lường được. Sự sống phi không gian, phi thời gian, tức là ở đây và lúc này. Tâm trí mang tính không gian và thời gian. Cơ thể mang tính không gian và thời gian. Sự sống là vĩnh hằng, tức là không có thời gian. Tâm trí có thời gian cụ thể. Cơ thể có thời gian cụ thể. Sự sống không thay đổi, bất biến. Tâm trí thay đổi, vô thường. Cơ thể thay đổi, vô thường. Sự sống vĩnh cửu, trường tồn. Tâm trí tạm thời. Cơ thể tạm thời. Sự sống có thực. Tâm trí không có thực. Cơ thể không có thực. Sự sống vô hình. Tâm trí có hình dạng. Cơ thể có hình dạng. Sự sống không sinh, không diệt. Tâm trí sinh, diệt. Cơ thể sinh, diệt. Sự sống là nhất thể. Tâm trí là nhị nguyên. Cơ thể là nhị nguyên. Sự sống vô tận. Tâm trí bị giới hạn. Cơ thể bị giới hạn. Hết phần 1.